Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Khoa đang đứng tại một nơi có thể nói là lạnh nhất, cao nhất và đẹp thuộc dạng bậc nhất Việt Nam. Đó chính là đâu? Đó chính là đỉnh Mẫu Sơn ở tỉnh Lạng Sơn. Đó. Mọi người có thể thấy ấy, mây mù giăng kín lối. Đã lắm trời đất ơi. Mây trắng bao phủ khắp những cái ngọn núi, không khí thì se se lạnh, ôi dồi ôi, còn gì đẹp bằng nữa không mọi người. Thật sự Khoa là người Bắc thật, nhưng mà mới lớn học xong cấp 3 là đi vào trong Nam rồi, cho nên là những cái tỉnh ở miền Bắc thì mình chưa có đi nhiều. Và đây là Khoa đang tham gia chương trình ẩm thực kỳ thú, và rất là may mắn khi được ra tới ngoài Lạng Sơn thì đúng là quá đẹp mọi người à. Đó, mây mù kín lối luôn. Tại bữa giờ nó hơi nhiều mây một chút xíu, nhưng mà nếu mà nó thưa mây một chút xíu thì mọi người sẽ thấy những cái ngọn núi ở đằng xa mà mây nó bao trùm lên. Đó, ở đây thì nãy có mấy mấy ông mấy cụ cũng lớn tuổi rồi, cũng trèo chống gậy lên trên đỉnh này rồi để chụp hình, những săn những bức hình đẹp á. Đó, rất là đã luôn mọi người à. Wow, quá đẹp. Cảm giác ở đây mọi cái muộn muộn phiền trong đầu, trong cuộc sống nó sẽ tan biến hết, bởi vì nó hòa vào thiên nhiên đấy. Đó, trên kia là trắng, trắng trời trắng núi luôn. Không thấy gì ngoài mây hết. Sâu xa quay là mất điện luôn rồi, phải xài đèn cầy ăn cơm rồi. 7 giờ đi rồi đó. Lâu lắm mới được ăn cơm bằng đèn cầy á. Đúng rồi. Để đây đi xong, giữ đi. Có là bị sụp luôn hả hay là? Sụp luôn. Nhớ nhà quá. Đây mâm cơm Lạng Sơn có giò, có chả, ấy cá chiên ngon quá, có thịt gà nữa. Đây có cái này là thịt bó hả? Quá trời ngon, ôi có lạc nữa. Này tốn cơm chết.